Rồi, xin chào anh em thì tiếp tục là em quay chi tiết về cặp loa tai noi ha Boomeron thì quay về cái độ đẹp cho anh em thì tối em cũng đã thông báo sơ lược thì hôm nay em sẽ quay và test chất âm thì trước tiên hôm nay em sẽ test em nó cùng với một quả âm ly đàn để em cảm nhận được là nó đánh êm như thế nào nhá. Rồi đây em sẽ đi cận cảnh anh em nha. Đây góc cạnh này em thấy cái sớ gỗ nó còn nước còn lỗ rất là đẹp nha, con này còn khá là đẹp đấy. Vân viết là đầy đủ hết sau lưng này, sau lưng anh em nha, rất đẹp nha. Đó, liền lạc ha, nó vẫn có những gọi là cái vết lông mèo lông chuột tí tí này, lông mèo thôi chứ không phải lông chuột bự lắm à. Đấy à, đường nét ok hết anh em. Đây cái bên đây cũng vậy nha, em xem nha, vân chỉ rồi còn đẹp tuyệt vời. À, đây là hai cái miếng như là hai miếng đồng nữa nè, bắt từ trên xuống dưới nhìn rất là đẹp, rất là sang. Đó, rất đẹp anh em nha, rất đẹp. Thì em này nó có chiều cao độ khoảng gần 1 mét, khoảng 95 anh em, chiều ngang nó 40, hơn 40 chút xíu ha. Đó, sâu nó thì 45 rồi, nó rất là sâu. Thì cái hậu sâu nó giúp cho tiếng bass của đôi loa xuống cực kỳ sâu và cực kỳ êm. Đó, phía trước nó có hai vi tinh chỉnh anh em thấy nha. Phía trước có hai vi tinh chỉnh cho dãy bass, cho dãy mid và dãy treble. Đó, rất là êm. Đôi loa khá đẹp anh em nha. Khá là đẹp. Anh em thấy nó thiết kế một cái thân thùng mà thanh mảnh lại ha, cao lên rất là đẹp, rất là sang. Đó, vuông vắn ha, đơn giản mà lại đẹp đấy. Rồi thì em sẽ cho nó vào vị trí và test thử cho anh em nghe về cái bán dẫn ha, em sẽ làm clip riêng bán dẫn rồi đèn để anh em cảm nhận, anh em phù hợp với anh em cái sản phẩm nào anh em sẽ chọn cho mình được cái âm ly yêu thích để chơi với nó. Rồi anh em chờ em trong giây lát để em cho nó vào vị trí anh em nha.